Cả thế giới đều không bằng em là bộ phim ngôn tình Trung Quốc với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi Bùi Tử Thiêm và Lý Lạc. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiền Trà Thiền Lục, nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào hài hước của đôi oan gia Nguyên Từ Nhã và Cận Thần. Từ Nhã là cô tân nương giả, thay chị gái song sinh kết hôn với người đàn ông ẩn giấu thân thế, cùng nhau làm lên một trò chơi mèo vờn chuột vô cùng đáng yêu và hài hước. Tuy là kết hôn giả, thế nhưng về sau, đoạn tình cảm của họ lại bị ràng buộc bởi một điều gì đó khiến cho cả hai không thể quay về vị trí ban đầu. Những khoảnh khắc thân mật cùng những lần trí chóe đã khiến cho nam chính lạnh lùng dần yêu nữ chính. Sự đáng yêu và lương thiện của cô đã khiến trái tim anh hoàn toàn bị chinh phục. Nhìn chung, đây là một bộ phim ngôn tình vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh tình yêu và ghen tuông thì nó còn đầy rẫy những mưu mô và thù địch. Để rồi đến cuối cùng, cặp đôi chính cũng được bên nhau cả đời sau muôn vàn những trắc trở và khó khăn. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Ngược chiều ánh sáng nói lời yêu em là bộ phim ngôn tình ngọt ngào của điện ảnh Hoa ngữ với màn kết hợp đặc biệt của cặp đôi Tào Hữu Ninh và Dư Nguyệt. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu hài hước của nam chính lạnh lùng lệ đằng và cô nàng thông minh hoạt bát Nhiệm Sơ. Cả hai gặp gỡ nhau trong một tình huống hết sức nguy hiểm, Lệ Đằng tình cờ cứu Niệm Sơ một mạng khỏi vụ tai nạn. Cũng từ đó mà cả hai dần cảm mến nhau. Những tưởng cả hai sẽ có một tình yêu hạnh phúc, thế nhưng vì quỹ đạo sống trái ngược nhau nên cả hai đã chia xa. Mãi tới 5 năm sau, hai người mới gặp lại, cùng nhau hóa giải mọi hiểu lầm. Họ cùng nắm tay nhau chiến đấu, vượt qua mọi nguy hiểm và phá giải những âm mưu để có được cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Nhìn chung, Ngược chiều ánh sáng nói lời yêu em là một tác phẩm điện ảnh đậm chất ngôn tình. Những cảnh quay xuất sắc cùng những phản ứng hóa học dễ thương của cặp đôi chính hứa hẹn sẽ không phụ sự kỳ vọng của fan hâm mộ. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Thời gian lường thần mỹ cảnh là bộ phim ngôn tình hiện đại với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi Lâm Nhất và Tử Lộ. Bộ phim thuộc đề tài thể thao điện tử, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Mình Thường Dễ Tránh Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Lương Thần và Lục Cảnh. Lương Thần là một ca sĩ mạng nổi tiếng, được nhiều người yêu mến. Trong khi đó, nam chính Lục Cảnh là cậu sinh viên năm tư, chuyên ngành nghiên cứu khoa học máy tính. Hai người cách nhau 5 tuổi, vì kết duyên trong game mà đem lòng yêu mến nhau, viết nên một câu chuyện tình chị em ngọt ngào và vô cùng đáng yêu. Đều là hai gương mặt trẻ tài năng của điện ảnh Hoa ngữ, đặc biệt là Lâm Nhất, vai diễn cố dịch vị trong Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta đã đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng. Trong khi đó, Tử Lộ cũng là cái tên khá quen thuộc với nhiều vai diễn hay. Hy vọng rằng sự kết hợp của cả hai trong dự án phim lần này sẽ tạo nên những tiếng vang lớn, đồng thời tạo nên một cơn địa chấn mới về đề tài thể thao điện tử. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. "8090" là bộ phim ngôn tình hiện đại với sự kết hợp ngọt ngào của cặp đôi Bạch Kính Đình và Ngô Thiến. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về một viện dưỡng não tên Dương Quang. Hai nhân vật chính là Qua Tam Sảng và Diệp Tiểu Muội. Tiểu Muội là cô bé được bà lão họ Lâm, người sáng lập ra viện dưỡng lão Quang Dương, chăm sóc và nuôi dưỡng từ nhỏ. Sau khi nhắm mắt, bà Lâm hy vọng Tiểu Muội sẽ giúp bà tiếp tục công việc ở viện dưỡng não. Sau đó, Tiểu Muội gặp gỡ anh chàng đa cấp Tam Sảng, giữa hai người liên tiếp xảy ra muôn vàn tình huống hài hước và đáng yêu, cũng từ đó mà nảy sinh tình cảm yêu đương. Song song với tình yêu của hai nhân vật chính là những câu chuyện cảm động
và bí mật đằng sau mỗi cụ già sống trong viện dưỡng lão. Ngôi nhà Dương Quang trở thành nơi nảy nở những tình cảm chân thành giữa các bậc cao niên và các bạn trẻ, giúp những người già sống trọn vẹn những năm tháng yêu thương và nhớ nhung của mình. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Cả thế giới đều không bằng em là bộ phim ngôn tình Trung Quốc với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi Bùi Tử Thiêm và Lý Lạc. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiền Trà Thiền Lục, nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào hài hước của đôi oan gia Nguyên Từ Nhã và Cận Thần. Tiểu thư Quạ Đen và Thàn Nàn Tiên Sinh là bộ phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên chính Nhậm Gia Luân và Hình Phi. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về nhân vật Cố Xuyên do Nhậm Gia Luân thủ vai bị tai nạn xe trong khi đang tốt nghiệp đại học. Chấn thương do vụ tai nạn khiến anh không thể vận động mạnh hay chịu đả kích quá lớn. Sau 10 năm, anh thành lập công ty thiết kế cùng với anh bạn thân, vô tình gặp gỡ người con gái xinh đẹp Khương Tiểu Ninh do Hình Phi thủ vai, anh như tìm lại được chính bản thân mình. Cố Tiên Sinh, hóa ra anh là như vậy là bộ phim ngôn tình hiện đại của màn ảnh Hoa ngữ với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi Trần Tĩnh Khả và Nghiêm Chí Siêu. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của tổng tài Cố Nam Châu và cô nàng Triều Kiến Thanh. Cố Nam Châu là chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của mọi cô gái, hội tụ đủ các yếu tố hoàn hảo, nhà giàu, đẹp trai, quyền lực, chưa có bạn gái, đặc biệt là không bao giờ gần gũi nữ giới. Nhược điểm duy nhất của anh chính là chứng bệnh sợ đám đông. Trong khi đó, nữ chính Châu Kiến Thanh là một cô nàng ngốc bạch thỏ, là một sinh viên bình thường khoa thiết kế nghệ thuật, đơn thuần và trong sáng. Ấy vậy mà cô lại cực kỳ may mắn khi lại được soái ca Cố nhìn trúng. Kiêu hãnh của anh là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn. Nhắc đến Cố Mạn, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đến những tiểu thuyết đình đám như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Sam Sam Đến Rồi, Bên Nhau Trọn Đời. Tất cả đều đã được chuyển thể thành phim ngôn tình và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng. Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin một tác phẩm khác của Cố Mạn được mang tên Em Là Liềm Kiêu Hãnh Của Anh cũng đang chuẩn bị được chuyển thể thành phim ngôn tình. Lừa Ngôn Tả Ý là một bộ phim ngôn tình ngược luyến với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hy và Chính Tiêu. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mộc Phù Sinh với nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy cầu huyết của Thẩm Tả Ý và Lệ Trạch Lương. Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn là bộ phim ngôn tình hiện đại với sự tham gia diễn xuất của Cúc Tịch Y và chị Nghiệp Thành. Bộ phim thuộc thể loại tình yêu xuyên không, nội dung của phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Lôi Sơ Hạ và Hứa Hiểu Đông. Gặp Được Em Rực Rỡ là bộ phim ngôn tình tổng tài lãng mạn với nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào hài hước của Độc Cô Nhược Nam và Lý Mặc. Nhược Nam là một cô quản lý xinh đẹp tài giỏi. Sau khi bị nghệ sĩ và quản lý Lâu Lam phản bội, cô quyết định làm lại từ đầu, trở thành quản lý của anh chàng tổng tài siêu bá đạo Lý Mặc. Hai người họ vừa gặp nhau đã trở thành đôi oan gia ngõ hẹp kinh điển của màn ảnh với muôn vàn những tình huống dở khóc dở cười siêu dễ thương. Thế nhưng tiếp xúc lâu dần, cả hai lại dần có tình cảm với đối phương, cùng nhau viết lên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa cô quản lý xinh đẹp và anh chàng tổng tài bá đạo tài năng. Đây được coi là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Trần Kiều Ân sau tác phẩm Độc Cô Hoàng Hậu. Dù đã bước sang tuổi 41, thế nhưng nữ diễn viên vẫn vô cùng xinh đẹp khi sánh vai cùng đàn em Kim Hạ chỉ mới 26 tuổi. Những hình ảnh ngọt ngào và phản ứng hóa học siêu dễ thương của cặp đôi được khán giả đánh giá rất cao. Ngoài sự tương tác trên phim, mối quan hệ của cả hai ở ngoài đời thường cũng rất tốt. Vẻ ngoài sáng đẹp của cặp đôi chính là tiêu điểm để mọi người quan tâm chú ý. Dự kiến, bộ phim sẽ được lên sóng trong tháng 2 năm 2021. Hy vọng, câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp chị em này sẽ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ trên màn ảnh nhỏ trong thời gian sắp tới. Làm Trái Tim Em Mỉm Cười là bộ phim ngôn tình thanh xuân ngọt ngào với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi trai tài gái sắc là Chính và Quý Mỹ Hàm. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy thú vị của Diệp Vị Miên và Cố Ngôn Nạc. Diệp Vị Miên vốn là một cô nữ sinh cá tính và vô cùng tình nghịch. Trong khi đó,
Ngôn Lạc lại là anh chàng hot boy đẹp trai, tài giỏi nhưng siêu lạnh lùng. Cả hai vô tình gặp gỡ nhau trong một tình huống rất gượng gạo, nhưng ấn tượng đầu tiên không hề tốt đẹp là mấy. Thế nhưng, qua nhiều lần tiếp xúc, cả hai lại rơi vào lưới tình lúc nào không hay và dường như cũng không có cách nào thoát ra khỏi lưới tình ấy. Ngoài cặp đôi chính, bộ phim còn phác họa câu chuyện tình yêu ngọt ngào hài hước của hai cặp đôi phụ Ngôn Cử Nguyệt và họa sĩ thiên tài Tả Tư Thần, bậc thầy tán gái kiêu ngạo mộ trạch và chị đại cá tính lộ dao. Làm Trái Tim Em Mỉm Cười được xem là một tác phẩm ngôn tình ngọt như mật với những câu chuyện tình yêu đầy hấp dẫn của tuổi trẻ. Họ cùng nhau cố gắng thực hiện ước mơ, lại cùng nhau vẽ lên một bức tranh tình yêu lãng mạn, pha lẫn cả sự hài hước đáng yêu. Bộ phim đã lên sóng từ ngày 6 tháng 2 năm 2021 và đang nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ yêu thích tác phẩm thanh xuân ngọt ngào này. Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám là bộ phim ngôn tình được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hồng Cửu với màn kết hợp đỉnh cao của hai diễn viên Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của nữ thư ký Ninh Mông và tổng giám đốc Lục Ký Minh. Ninh Mông vốn là một cô thư ký xinh đẹp, mạnh mẽ và luôn thích bật lại sếp mỗi khi có dịp. Hai người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau đã tạo nên vô vàn những tình huống siêu hài hước và đáng yêu vì tính cách ngang bướng mà Ninh Mông đã trải qua đến 3 lần từ trước rồi phục chức. Cuộc tình giữa hai người nảy sinh từ văn phòng rồi ra đến thương trường là một điểm mới mẻ và hấp dẫn so với những tác phẩm ngôn tình khác. Bộ phim sẽ chính thức được khởi quay vào tháng 3 này và lễ khai máy diễn ra vào ngày 21 tháng 3 vừa qua. Sự kết hợp đặc biệt của Lập Cảnh Tân và Đàm Tùng Vận đang rất được các fan mong chờ. Hy vọng rằng những phản ứng hóa học siêu dễ thương của hai người sẽ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ trên màn ảnh nhỏ. Năm vừa qua, trên trang Weibo cá nhân của mình, biên kịch phim nổi tiếng Vu Chính đã chia sẻ một bài viết khá dài nói về cảm xúc vui mừng và hào hứng của mình về bộ tiểu thuyết tiếp theo được ông gọi tên chuyển thể thành phim truyền hình, đó là Chọc Tức Vợ Yêu Mùa 1 Tặng 1 của tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Ông cho biết bản thân rất yêu thích tác phẩm này và mong muốn sớm đưa nó lên màn ảnh nhỏ. Hy vọng rằng bộ phim cũng sẽ đạt được sự yêu thích của khán giả giống như Bên Trái Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng. Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh, ngoài những kỹ xảo điện ảnh, kỹ năng diễn xuất thì giá trị nhan sắc cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng giúp làm nên thành công của tác phẩm. Cùng với đó, tác giả của bộ truyện này là Quẫn Quẫn Hữu Yêu cũng đã chia sẻ bài viết của Vu Chính. Đây giống như một lời ngầm khẳng định và đồng ý. Như các bạn đã biết, Chọc Tức Vợ Yêu Mùa 1 Tặng 1 là một trong những bộ truyện hot nhất năm 2019 và được giới trẻ săn đón rất nhiệt tình. Bộ tiểu thuyết này còn được biết đến với tên gọi Cho Em Muôn Trượng Hào Quang. Nội dung của bộ truyện xoay quanh nữ chính Ninh Tịch với cuộc đời đầy sóng gió và anh chàng bót lớn Lục Đình Kiêu hay còn được gọi với cái tên Lục Cải Xanh trên con đường yêu, hận và tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Trước sự kiện này, đa phần cư dân mạng và fan hâm mộ đều tỏ ra rất lo lắng, sợ Vu Chính sẽ phá lát nguyên tác. Bởi lẽ, đây là một bộ truyện rất khó, hình tượng nhân vật mà tác giả xây dựng lên trong lòng độc giả là vô cùng hoàn hảo. Vì vậy, để tìm được nam nữ chính phù hợp đã là rất khó rồi, chưa nói đến kỹ năng diễn xuất và xây dựng tình tiết cho phim. Trên cộng đồng mạng xuất hiện khá nhiều các fanpage, hội nhóm thể hiện sự phản đối điều này. Chúng ta không thể phủ nhận tài năng của Vu Chính. Ông là một nhà biên kịch xuất chúng, với nhiều ý tưởng và chiêu trò độc đáo. Nhờ bàn tay và bộ óc của ông mà đã cho ra rất nhiều bộ phim nổi tiếng như Diên Hy Công Lược, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Mỹ Nhân Tâm Kế. Dù vậy, điều fan hâm mộ lo lắng cũng là điều rất dễ hiểu. Bộ truyện này quá hay, quá hoàn hảo nên ai cũng muốn giữ cho mình những ấn tượng hoàn mỹ ấy, không muốn bị xáo trộn đi. Những nam diễn viên được gọi tên nhiều nhất cho vai diễn bót lớn Lục Đình Kiêu gồm có Hứa Khải, Nhậm Hào, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân, Trần Vĩ Đình. Còn nữ chính Ninh Tịch cá tính
thì lại được đề cử cho Dương Tử, Bạch Nộc, Triệu Nộ Tư, Chu Khiết Quỳnh. Đây là những diễn viên tài năng với nhan sắc xuất chúng. Liệu ai sẽ được chọn và bộ phim sẽ diễn biến như thế nào? Khi phim chính thức lên sóng, chúng ta sẽ có cái nhìn khách quan và chính xác nhất. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Tiểu thư Quạ Đen và Thàn Nàn Tiên Sinh là bộ phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên chính Nhậm Gia Luân và Hình Phi. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về nhân vật Cố Xuyên do Nhậm Gia Luân thủ vai bị tai nạn xe trong khi đang tốt nghiệp đại học. Chấn thương do vụ tai nạn khiến anh không thể vận động mạnh hay chịu đả kích quá lớn. Sau 10 năm, anh thành lập công ty thiết kế cùng với anh bạn thân, vô tình gặp gỡ người con gái xinh đẹp Khương Tiểu Ninh do Hình Phi thủ vai, anh như tìm lại được chính bản thân mình. Khương Tiểu Ninh được mọi người gọi với cái tên là cô gái kèn kèn. Cuộc đời cô là đầy rẫy những bi kịch và tổn thương, thế nhưng bản thân cô gái nhỏ bé luôn luôn trân trọng những người xung quanh mình. Đây là một cô gái hoạt bát, đáng yêu, lúc nào cũng lạc quan yêu đời và tích cực hướng về phía trước. Chính vì nguồn năng lượng bất tận tỏa ra từ cô gái này đã giúp cho Cố Xuyên dần dần vui vẻ trở lại, có niềm tin vào cuộc sống hơn và cũng từ đó mà tìm được hạnh phúc cho chính mình. Ngay sau khi có những thông tin chính thức về bộ phim, cộng đồng mạng đã tỏ ra vô cùng thích thú và chờ đợi. Đặc biệt là các fan hâm mộ đang rất mong ngóng được nhìn thấy Nhậm Gia Luân trong phong cách tổng tài cực soái. Bên cạnh đó, sự trở lại của nữ diễn viên Hình Phi cũng được khán giả cực kỳ yêu thích. Mới đây, bộ phim ngôn tình này đã chính thức tung lên những poster đẹp lung linh khiến dân tình không khỏi dậy sóng. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2021 trên Tencent với 36 tập phim. Các bạn hãy ủng hộ cho Nhậm Gia Luân và Hình Phi nhé! Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Cá Mực Hầm Mật là bộ phim ngôn tình nổi tiếng từng gây bão màn ảnh Hoa ngữ năm 2018 với sự tham gia diễn chính của Lý Hiện và Dương Tử. Ngoài câu chuyện tình yêu ngọt ngào và xến sầm của cặp đôi chính, fan hâm mộ còn dành tình cảm yêu mến đặc biệt cho làm phụ Ngô Bạch do Hồ Nhất Thiên thủ vai. Đây là em trai họ của Hàn Thương Ngôn, đội trưởng của chiến đội mật thất KNK và là một tuyển thủ thể thao điện tử siêu phàm. Sau sự thành công ngoài mong đợi của Cá Mực Hầm Mật, đoàn làm phim tiếp tục cho sản xuất phần 2 được mang tên Thời đại của anh, thời đại của em với tên gọi cũ là Thân ái chị ái. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện Mật thất về cá nội của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung của bộ phim sẽ xoay quanh câu chuyện tình cảm và mối quan hệ của Ngô Bạch và Ngải Tình, cặp đôi phụ được yêu thích nhất trong phim. Nhân vật Ngô Bạch được biết đến là một chàng trai tuấn tú, tài giỏi, lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng fan hâm mộ là vẻ ngoài lạnh lùng lãnh đạm, tưởng như không quan tâm đến điều gì nhưng thực chất bên trong lại vô cùng ấm áp và tinh tế. Hình ảnh của anh hiện lên là một chàng trai năng động với style trẻ trung cá tính, thích mặc đồ đen và lúc nào cũng đội mũ lưỡi chai. Đây cũng là nhân vật được ông nội hết mực cưng chiều. Ngải Tình hay còn được gọi với cái tên Upper Dog là đồng đội cũ của Ngô Bạch. Ấn tượng về cô gái này là sự mạnh mẽ cá tính và đầy khí chất. Đây là người con gái mà Ngô Bạch đã dành tình cảm đặc biệt, cũng vì cô mà anh mới theo đuổi con đường game thủ. Em Mỉm Cười Rất Đẹp là dự án phim hiện đại đầu tay của Hứa Khải và Trình Tiêu thuộc đề tài thể thao điện tử. Bộ phim dự kiến được lên sóng cuối năm 2020, hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn địa chấn mới với sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ đẹp và tài năng. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thành Mỗi. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai tuyển thủ eSports Lục Tư Thành và Đồng Giao. Trong phim, nhân vật Lục Tư Thành do Hứa Khải thủ vai được xây dựng với hình tượng một nam thần vô cùng hoàn hảo, bề ngoài lạnh lùng lãnh đạm nhưng bên trong lại ấm áp ngọt ngào.
Anh không chỉ sở hữu gương mặt đẹp trai hút hồn mà còn có IQ cực cao, là một tuyển thủ game xuất chúng, đội trưởng của đội game Liên Minh Huyền Thoại. Trong khi đó, nữ chính Đồng Dao do Trình Tiêu thủ vai là một cô gái lương thiện, đáng yêu và cực kỳ bản lĩnh. Vì niềm đam mê game, cô đã nỗ lực bước chân vào giới esports, trở thành nữ game thủ đầu tiên của giải đấu chuyên nghiệp khu vực Trung Quốc. Từ sau khi chia tay bạn trai, cô luôn cố gắng tránh tiếp xúc với bất kỳ chàng trai nào cùng lĩnh vực chơi game. Thế nhưng, trong một tình huống ngoài dự kiến, cô đã gặp gỡ và yêu mến Lục Tư Thành, từ đó viết lên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và ngọt ngào. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Sở Kiều Truyện là một trong những bom tấn cổ trang từng gây bão màn ảnh nhỏ năm 2017 với sự tham gia diễn chính của cặp đôi Triệu Đề Dĩnh và Lâm Cảnh Tân. Ngoài ra, các diễn viên phụ như Đặng Luân, Lý Thấm, Đậu Kiêu hay Hình Chiếu Lâm cũng được khán giả nhiệt liệt yêu thích. Vậy sau 4 năm lên sóng, dàn diễn viên này có gì thay đổi? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây. Vai diễn Sở Kiều từng là một trong những vai diễn hoàng kim của Triệu Đề Dĩnh, giúp cho sự nghiệp diễn xuất của cô có nhiều biến chuyển tích cực. Ở thời điểm hiện tại, Triệu Đề Dĩnh đã kết hôn với Phùng Thiệu Phong và hạ sinh con trai đầu lòng. Trở lại showbiz sau thời gian dài vắng bóng, nữ diễn viên cũng gặt hái được nhiều thành công. Không chỉ thăng hạng trong nhan sắc, gu thời trang, thần thái mà con đường nghệ thuật cũng có nhiều bước ngoặt đáng nể. Liên tục xuất hiện trên các sự kiện lớn nhỏ, các chương trình truyền hình cũng như các trang bìa quảng cáo lớn, Triệu Đề Dĩnh còn góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám. Đặc biệt là bộ phim cổ trang Tiên Hiệp Hữu Phỉ hợp tác cùng Tiểu Thị Tươi Vương Nhất Bắc được lên sóng cuối năm 2020 đã công phá nhiều bảng xếp hạng và nhận được về vô số lời khen tặng của cộng đồng mạng. Từ sau thành công của Sở Kiều Truyện với vai diễn Vũ Văn Nguyệt, Lâm Cảnh Tân dường như rất ít tham gia đóng phim. Không phải vì ế sâu, chẳng qua là anh chàng vẫn lười và chưa tìm được kịch bản phù hợp. Công việc hàng ngày của anh chính là chơi game, lướt Weibo và chém gió với fan hâm mộ. Đội ngũ nhân viên của anh chàng cũng phải bó tay vì sự lười biếng của Lâm Cảnh Tân. Vai diễn công chúa Nguyên Thuần đáng yêu và ngọt ngào của Lý Thấm từng gây ấn tượng sâu sắc với khán giả yêu thích Sở Kiều Truyện. Chính nhờ vai diễn này mà tên tuổi của cô được công chúng biết đến rất nhiều, các nhà chế tác phim cũng liên tục gọi tên cô vào các tác phẩm đình đám. Mới đây, dự án phim cổ trang Làng Điện Hạ hợp tác cùng Vương Đại Lục sau nhiều năm đóng chiếu đã chính thức lên sóng, thu về nhiều phản ứng tích cực của fan hâm mộ. Ngoài ra, sự tái hợp của cô với Đậu Kiêu trong tác phẩm ngôn tình Hải Thượng Phồn Hoa cũng đang rất được khán giả mong chờ lên sóng. Vai diễn Yến Tuần của Đậu Kiêu từng làm tan chảy trái tim của nhiều thiếu nữ bởi sự ấm áp và nụ cười tỏa nắng. Sau khi tham gia Sở Kiều Truyện, tên tuổi của anh cũng được nhiều người biết đến trên màn ảnh rộng, các dự án phim cũng lần lượt kéo đến. Mới đây nhất là bộ phim cổ trang Yến Vân Đài hợp tác cùng Đường Yên và Sa Thí Mạn. Với vai diễn Thái tử Đại Lương Tiêu Sách, sự nghiệp của Đặng Luân lên như diều gặp gió. Sau Sở Kiều Truyện, anh chàng tiếp tục tham gia hai tác phẩm đình đám là Hương Mật Tựa Khói Xương hợp tác cùng nữ diễn viên Dương Tử và Nghìn Lẻ Một Đêm hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, tạo được nhiều thành công vang dội. Hiện nay, Đặng Luân được biết đến là một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh xứ Trung. Vai diễn Nguyệt Thất đã giúp cho Hình Chiếu Lâm một bước thay đổi hoàn toàn con đường sự nghiệp diễn xuất. Sau Sở Kiều Truyện, nam diễn viên tham gia diễn chính trong bộ phim Song Thế Sùng Phi hợp tác cùng nữ diễn viên Lương Khiết. Đây là dự án phim cổ trang xuyên không được khán giả đặc biệt yêu thích và còn được sản xuất thêm phần 2, phần 3. Mới đây, nam diễn viên đã tái hợp với Lương Khiết trong bộ phim ngôn tình Em Là Định Mệnh Đời Anh và cũng được công chúng nhiệt liệt đón nhận. Từ sau vai diễn trong Sở Kiều Truyện, Hình Chiêu Lâm dường như thoát khỏi cái bóng làm nền cho người khác, liên tục đảm nhận vai nam chính trong các dự án phim đình đám.
Cá Mực Hầm Mật là bộ phim ngôn tình nổi tiếng từng gây bão màn ảnh Hoa ngữ năm 2018 với sự tham gia diễn chính của Lý Hiện và Dương Tử. Ngoài câu chuyện tình yêu ngọt ngào và xến sầm của cặp đôi chính, fan hâm mộ còn dành tình cảm yêu mến đặc biệt cho làm phụ Ngô Bạch do Hồ Nhất Thiên thủ vai. Đây là em trai họ của Hàn Thương Ngôn, đội trưởng của chiến đội mật thất KNK và là một tuyển thủ thể thao điện tử siêu phàm. Vai diễn Giang Thần lạnh lùng đầy khí chất trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp là vai chính đầu tiên của Hồ Nhất Thiên và cũng là vai diễn đem lại thành công mỹ mãn cho chàng nam thần này. Giang Thần, cái tên đã gây thương nhớ cho biết bao trái tim thiếu nữ ngây thơ và trong trắng. Hình tượng Giang Thần được xây dựng lên trong phim là một chàng trai vô cùng ấm áp và tâm lý, không chỉ đẹp trai, học giỏi mà còn vô cùng độc lập và chuẩn men. Tình yêu của anh chàng dành cho Tiểu Hy không chỉ là sự yêu thương, chiều chuộng mà là còn sự nhẫn nại với những hành động ngốc nghếch vô cùng đáng yêu của cô nàng. Nhân vật Hòa Vô Khuyết trong Tân Tuyệt Đại Song Kiêu. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cổ Long, xoay quanh câu chuyện về hai anh em sinh đôi là Tiểu Ngư Nhi và Hòa Vô Khuyết. Bi kịch xảy đến với gia đình khi cha mẹ bị sát hại, khiến cho hai anh em mỗi người một ngả, huynh đệ tương tàn. Hòa Vô Khuyết bị chính kẻ thù đã giết hại cha mẹ nuôi dưỡng, còn Tiểu Ngư Nhi thì lại lớn lên trong ác nhân cốc. Vì những hiểu lầm không đáng có mà cả hai anh em trở thành kẻ thù không đụng trời chung. Mãi đến sau này, trải qua nhiều sự kiện trong cuộc đời, họ mới phát hiện ra âm mưu thâm độc của kẻ đã sát hại cha mẹ mình. Từ đó, cùng nhau hợp sức lại, chống lại kẻ thù và hành tẩu trong giang hồ. Sau sự thành công ngoài mong đợi của Cá Mực Hầm Mật, đoàn làm phim tiếp tục cho sản xuất phần 2 được mang tên Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em với tên gọi cũ là Thân Ái Chỉ Ái. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện Mật Thất Vây Cá Nội của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung của bộ phim sẽ xoay quanh câu chuyện tình cảm và mối quan hệ của Ngô Bạch và Ngải Tình, cặp đôi phụ được yêu thích nhất trong phim. Nhân vật Ngô Bạch được biết đến là một chàng trai tuấn tú, tài giỏi, lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng fan hâm mộ là vẻ ngoài lạnh lùng lãnh đạm, tưởng như không quan tâm đến điều gì nhưng thực chất bên trong lại vô cùng ấm áp và tinh tế. Hình ảnh của anh hiện lên là một chàng trai năng động với style trẻ trung cá tính, thích mặc đồ đen và lúc nào cũng đội mũ lưỡi trai. Đây cũng là nhân vật được ông nội hết mực cưng chiều. Ngải Tình, hay còn được gọi với cái tên Upper Dog, là đồng đội cũ của Ngô Bạch. Ấn tượng về cô gái này là sự mạnh mẽ cá tính và đầy khí chất. Đây là người con gái mà Ngô Bạch đã dành tình cảm đặc biệt, cũng vì cô mà anh mới theo đuổi con đường game thủ. Vai diễn Trịnh Càn trong Thanh Xuân Tu Tào Vi. Đây là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Lý Hành Kiện, một trong những bộ tiểu thuyết ăn khách nhất mạng xã hội năm 2019. Nội dung phim chủ yếu xoay quanh câu chuyện về chàng trai văn phòng Trịnh Càn do Hồ Nhất Thiên thủ vai. Anh làm việc tại công ty của cô người yêu là tiểu thư giàu có nhà họ Trình, Trình Tâm, do Trung Sở Hy thủ vai. Trình Tâm muốn giúp đỡ Trịnh Càn thuận lợi thăng tiến trong công việc, thế nhưng anh đã từ chối. Anh muốn có thể tự phấn đấu, đi lên bằng năng lực của chính mình. Mọi chuyện những tưởng cứ thế êm đềm trôi qua, thì một cuộc khủng hoảng lớn đã xảy ra. Tài sản của tập đoàn Trình Thị bị nuốt chửng bởi âm mưu của Lương Bác. Trịnh Càn trở thành chỗ dựa duy nhất cho Trình Tâm, cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Cuối cùng, bằng ý chí và nhiệt huyết của tuổi trẻ, cả hai đã thành công và viên mãn cả về tình yêu lẫn sự nghiệp. Đây thật sự là một bộ phim thần tượng rất hấp dẫn, giúp truyền cảm hứng cho giới trẻ, biết phấn đấu và nỗ lực cho sự nghiệp, tương lai tốt hơn. Không còn là một Giang Thần thanh xuân, mà lần này Hồ Nhất Thiên lần đầu vào vai dân công sở, chỉ điểm này thôi cũng đủ khiến cho dân tình xôn xao mong ngóng. Bên cạnh đó, sự kết hợp mới lạ giữa Lam Thần cao 1m88 và cô nàng nấm lùn Trung Sở Hy lại càng lôi cuốn và hấp dẫn người xem hơn. Vai diễn Lộ Nghiêu trong Dân Quốc Kỳ Thám. Đây là bộ phim trinh thám huyền bí, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, hội tụ nhiều gương mặt trẻ tài năng như Hồ Nhất Thiên, Trương Vân Long,
Tiêu Yến, bộ phim đã chinh phục hoàn toàn sự yêu mến của fan hâm mộ, trở thành một trong những tác phẩm trinh thám được yêu thích nhất trong đầu năm 2020. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về chàng công tử Lộng Liêu do Hồ Nhất Thiên thủ vai. Sau khi du học ở Anh về, bằng tài năng và tư duy siêu phàm, đã được cảnh sát trưởng phòng tuần tra là Kiều Sở Sinh mời làm cố vấn điều tra. Hai người cùng với nữ phóng viên Bạch Ấu Ninh do Tiêu Yến thủ vai hợp thành đội thám tử cùng nhau phá được nhiều vụ án ly kỳ. Nhân vật Lộ Nghiêu do Hồ Nhất Thiên thủ vai là một chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú, lại thông minh, chỉ số IQ cực cao, có khả năng phân tích và tư duy siêu phàm. Tốt nghiệp ngành hóa học và sinh học tại Anh, đây là một chàng trai cực kỳ tài năng và xuất chúng. Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam là bộ phim ngôn tình thanh xuân với sự tham gia diễn chính của cặp đôi Hồ Nhất Thiên và Hồ Bằng Khanh. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bát Nguyệt Trường An với nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ. Trong suốt 3 năm học cấp 3, Lạc Chỉ luôn âm thầm theo dõi hình bóng của cậu bạn cùng trường Hoài Nam. Anh là một học thần nổi tiếng, đẹp trai học giỏi, lại vô cùng ấm áp. Tuy thầm mến Crush đã lâu, nhưng do bản tính nhút nhát nên không dám bày tỏ tình cảm với anh. Trải qua nhiều nút thắt cùng với những sóng gió, cả hai cuối cùng cũng nắm tay nhau trên con đường hạnh phúc của tình yêu. Hoa Hồng Của Thời Gian là bộ phim ngôn tình hiện đại với sự tham gia diễn xuất của Hồ Nhất Thiên và Kiều Hân. Bộ phim thuộc đề tài tình yêu đô thị, được cải biên từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Mạt Lê. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Cao Sơn và Tần Ốc. Tần Thịnh Sinh là cha đẻ của Tần Ốc, cha Cao Sơn vì ông ta mà khiến công ty mình bị phá sản. Chính vì điều này mà Cao Sơn đã phát sinh hiềm khích với Tần Thịnh Sinh. Chớ trêu thay, Cao Sơn lại đem lòng yêu thương Tần Ốc, con gái duy nhất của Tần Thịnh Sinh. Trải qua biết bao hiểu lầm và trắc trở, cả hai mới có thể hạnh phúc bên nhau. Mới đây, những tấm poster đầu tiên của bộ phim đã được tung lên. Cộng đồng mạng đã dành không ít lời khen tặng cho tạo hình của các nhân vật trong phim, đặc biệt là Hồ Nhất Thiên trong vai Cao Sơn. Gương mặt điển trai cùng thần thái ngút ngàn của mỹ nam si bít này đã khiến cho không ít trái tim thiếu nữ phải tan chảy. Trong khi đó, bạn gái tin đồn của Dương Dương, Kiều Hân cũng có màn nổ sắc mới, thoát khỏi các vai diễn sinh viên yếu đuối một màu. Hình ảnh của nữ diễn viên hiện lên trong phim là một nữ tổng tài bá đạo đầy bản lĩnh. Đây là lần đầu tiên Hồ Nhất Thiên và Kiều Hân hợp tác trên màn ảnh. Hy vọng rằng cặp đôi sẽ có nhiều phản ứng học siêu đáng yêu trong dự án phim đình đám. Ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.